kiểu đâu ấy. Động một tí là gọi điện về mẹ đẻ. Không đứng dậy lau dọn nhà cửa đi. Hơi tí ngồi ôi thì lị thế mà sao béo. Mày láo nhá. Ở đâu cái thói mà mày cãi chồng chém chẻ như thế hả? Tôi rất tiếc là không thể cứu được hai mẹ con. Mẹ Alo mẹ ạ. Dạ, sáng nay con đi khám, em trộm vía cũng phát triển tốt mẹ. Dạ, nhưng bác sĩ bảo con là sức khỏe của con yếu, khả năng không đẻ được thường, phải đẻ mổ mẹ. Mà đẻ mổ thì tốn kém lắm, con cũng chưa dám nói với anh Thắng mẹ. Dạ vâng. Mẹ ơi, tí con gọi lại cho mẹ nhá. Con chào mẹ. Mẹ. Cái kiểu đâu ấy, động một tí là gọi điện về mẹ đẻ. Hả? Nói xấu nhà chồng à? Mẹ ơi, con không dám đâu ạ. Không dám? Mà tôi nói luôn là chị biết nhá. Chị bỏ ngay cái ý định là đẻ mổ đi nhá. Người béo như con Tịnh này đẻ thường đi. Mẹ ơi, nhưng bác sĩ bảo con là sức khỏe của con yếu ạ. Bác sĩ cái gì? Tôi lạ gì chúng nó? Lúc nào chúng nó bày vẽ ra để kiếm tiền thôi. Đã ở nhà ăn bám chồng lại còn đòi hỏi nữa. Mẹ tôi nói đúng rồi đấy. Béo ụp à ụp như cô lên đến cả 100 kg. Thở một cái thôi là tòi cả con ra rồi. Lại còn có cái gì khó khăn mà phải đẻ mổ. Tiền đấy để cho tôi làm ăn. Ừ. Thôi con đi làm đây. Ừ con đi đi. Đấy. Chị nghe cái con tôi nói gì chưa? Ừ. Không đứng dậy lau dọn nhà cửa đi. Hơi tí ngồi ôi thì lị thế mà sao béo. Sao yếu? Mẹ chồng nói thì không bao giờ chịu nghe đâu. Hơi tí là cãi. Mẹ ơi con làm xong rồi mà mẹ. Lau 5 cái phòng, dọn 3 cái nhà vệ sinh, giặt 4 chậu quần áo, chị làm xong chưa hả? Dạ con mới làm xong rồi ạ. Con xin phép mẹ, con đi nghỉ ạ. Đứng đấy. Tôi đã cho chị đi đâu mà chị đi. Bây giờ ấy, chị đi ra ngoài kia, leo từ tầng 23 xuống tầng 13 vòng cho tôi nhá. Mẹ ơi, ở ngoài đường bây giờ là 2 giờ chiều, nắng như thế mẹ bảo con ra đường làm sao được ạ? Chị cứ đi cho tôi. Đi thế cho dễ đẻ. Đi nhanh lên. Như kế ăn là xong. Chị Hạnh mang cho tôi ly nước ra đây nhanh lên. Dạ. Chậm gì rể lỗ ruột. Con mời mẹ. Ui giời ơi. Nóng như thế này làm sao tôi uống được. Mẹ ơi con xin lỗi ạ. Để con lấy cho mẹ cốc khác. Thôi chị cút ra chỗ khác đi. Có cái việc còn con lấy nước mà chị làm cũng không xong. Người thì béo như cái thùng phi ấy. Đứng chán hết cả màn hình. Dạ. Đừng điện thoại tôi. Chuyện này anh giải thích đi. Có cái gì mà phải giải thích. Cô ta là ai? Anh với cô ta có quan hệ gì? Ha! Anh giải thích cho tôi đi! Tôi nhìn như thế mà vẫn không hiểu à? À? Cô ấy phải thấu hiểu cái cảm giác của chồng cô ấy chứ. Ngày nào tôi cũng phải ngủ với cái loại vợ xấu xí, béo ục ịch như cô ấy. Làm sao mà tôi chịu nổi? À? Thì tôi ra nông mới này là do ai? Do anh chứ còn do ai? Tôi để cho anh đấy! Mày cáo nhá! Ở đâu cái thói mà mày cãi chồng chán chẻ như thế hả? Hả? Đàn bà có bầu chồng nó ra ngoài chơi bời là chuyện bình thường mà biết đâu.
chị không đẻ con trai thì nó còn có đứa mà thay thế chứ. Mẹ, mẹ vừa phải thôi. Mày, mẹ tôi nói đúng rồi đấy. Làm vợ ấy thì phải suy nghĩ thấu hiểu cho chồng nhá. Thôi rồi, tránh ra cho tôi đi nào. Tôi không mang thằng chửi anh con đi đâu. Anh đi với con nào, anh ở nhà không đi đâu hết. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Đứng dậy đi, đừng cứ ngồi đấy mà ăn vạ. Mẹ ơi, con đau bụng thật mà mẹ. Cho con sắp sinh rồi. Mẹ kiểu hơn quá, con đau quá mẹ ơi. Mẹ Ôi dồi, Hạnh ơi, Hạnh ơi. Anh biết rồi, tối anh sẽ qua. Ừ, yêu em, yên tâm nhá. Cho tôi hỏi, người nhà của sản phụ Hạnh đâu ạ? Là tôi đây, tôi là mẹ chồng của nó. Bên trong tình hình rất nghiêm trọng, một là cứu mẹ, hai là cứu con. Người nhà quyết định như thế nào ạ? Úi dồi, sao lại đẻ mổ? Đẻ thường đi chứ. Dứt khoát phải đẻ thường. Mà bác sĩ cứ phải cứu tính mạng cháu tôi trước tiên nhá. Cháu trai của tôi mới là quan trọng. Nhưng mà tình hình... Nhưng nhịn cái gì? Thôi vào cứu cháu trai tôi đi. Nếu cháu trai tôi mà có bệnh hệ gì là tôi đoát cả bệnh viện các người đấy. Lâu thế chứ nhỉ? Thế nào bác sĩ? Cháu trai tôi thế nào? Nó được mấy cân hả bác sĩ? Sao bác sĩ không bế con tôi ra đây cho tôi xem mặt? Tôi rất tiếc là không thể cứu được hai mẹ con. Bé gái nặng 2,5 cân. Còn Hạnh thì... Sao lại là con gái? Rõ ràng giấy tờ siêu âm ghi là con trai mà. Con ơi, hay con Hạnh lừa mẹ con mình? Đèn thế không biết. Con khoe với mọi người là con trai rồi. Bây giờ bọn bạn con mà biết là con gái thì nó cởi con thối mũi. Không thể được. Dứt khoát không phải cháu tôi rồi. Cháu tôi là con trai cơ. Con lăng loàn này không thể là cháu tôi rồi. Con nói phí hết cả công. Đi về đi. Bực hết cả mình. Đi về đi con. Em cảm ơn anh đã giúp em mẹ tròn con vuông ạ. Đã thế lại còn cho mẹ con em ở nhờ nữa. Em không phải khách sáo đâu. Mẹ con em mà xảy ra bệnh hệ gì, anh biết nói với hai bác như thế nào. Mà hai mẹ con đấy đúng là loại cầm thú. À, anh có cái này tặng em. Cái gì thế hả anh? Đây là các sản phẩm hỗ trợ giảm cân của tập đoàn Kohino. Rất nổi tiếng và uy tín. Anh đã tìm hiểu rồi. Phụ nữ sau sinh và cho con bú dùng rất an toàn và hiệu quả. Thế hả? Đây còn có cả tem chống hàng giả, xác thực điện tử cao cấp này nữa. Ôi, đúng thứ em đang tìm anh ạ. Đây là viên uống giảm cân Gasimax, có tác dụng tăng cường chuyển hóa chất béo, chuyển hóa mỡ thừa, mỡ dư để giảm cân, lấy lại vóc dáng cho chị em phụ nữ. Gasimax hiện là sản phẩm giảm cân mà các chị em đang săn lùng rất nhiều đấy. Còn đây là kem tan mỡ Rip Skin Hot Building, có tác dụng làm giảm mỡ thừa bụng ở cánh tay, ở đùi. Em chỉ cần xoa kem này vào bụng này, vào cánh tay hay vào đùi hay là những phần mà cần giảm ngày 2 lần kết hợp với viên uống giảm cân Gasimax thì hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Đã đến lúc em cần quan tâm đến bản thân mình hơn nhiều rồi đấy. Em uống luôn đi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Để lấy nước cho em nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Đây.
ơi, cái này là về nhà em sẽ bôi ạ? À? Đúng vậy. Lần này giảm cân xong, tháo. Mẹ cố gắng thêm nhé. Phẫu thuật xong là mẹ sẽ khỏi mà. Mày đứng kiểu gì đấy? Có mày ngủ à? Anh nói cái gì vậy? Đó là anh đang ở tôi trước mà. Là anh. Lâu ngày không gặp, trông anh vẫn hồng hách như vậy nhở? Cô là ai? Tôi có quen cô à? Tôi nhớ là tôi đâu có người bạn nào xinh đẹp như thế này đâu. À, hay là cô cố tình gây sự với tôi để làm quen tôi? Anh nhìn lại bản thân anh xem có đáng để tôi làm quen không? Mà này, hai người không nhận ra tôi thật à? Con này, mẹ, mẹ nghe giọng giống... Gì? Cô ta chết rồi mà. Mẹ đừng có dọa con như thế, con sợ. Mẹ anh tinh tế hơn anh đấy. Cô nói thế là sao? Tôi chỉ là vợ cũ của anh đấy. Là tấm phản thịt mỡ mà suốt ngày bị hai mẹ con anh đay nghiến đây. Nhưng mà sao bây giờ trông cô lại... Anh không ngờ rằng người đứng trước mặt anh lại là tôi đúng không? Cũng chính vì năm đó, nhờ có hai mẹ con anh đã đay nghiến tôi mà tôi mới có động lực để thay đổi bản thân. Và bây giờ tôi đã trở thành giám đốc marketing của bệnh viện này. Năm đó, tôi đã nhờ anh trai tôi là bác sĩ của bệnh viện này nhắn với các người rằng tôi đã chết vì tôi không muốn con trai của tôi tiếp tục bị các người giày vò nữa. Con trai à con? Con ơi, con cho mẹ gặp cháu đi con. Ôi, mẹ nghe thấy tiếng là con trai là mẹ khỏe cả nó lên con ạ. Vậy là con có con trai rồi mẹ ạ. Giờ con đang ở đâu hả em? Cho anh gặp con đi. Năm đó chính hai người đã nhận tâm từ mặt mẹ con tôi mà. Bỏ mặc con trai tôi ở bệnh viện khi mà nó đang còn đỏ hỏm cơ mà. Bây giờ hai người còn mặt dày đòi nhận lại con tôi à? Tôi sẽ không bao giờ cho nó thấy được cái bộ mặt của hai người xuất hiện được tồn tại đây đâu. Con van xin vợ con đi con. Hạnh à, anh biết là anh và mẹ anh sai rồi. Anh xin lỗi nhá. Em có thể vì tình vợ chồng mà tha thứ cho anh không? Anh hứa là anh sẽ làm trâu làm ngựa, chỉ cần em đồng ý cho anh gặp con thôi, có được không? Alo. Cô nói cái gì? Nhà cửa, tài sản của tôi. Alo. Cô. Alo. Có chuyện gì thế hả con? Con dấu cưng của mẹ, nó lấy cắp hết tài sản của con và mẹ rồi. Kể cả tiền con để cho mẹ phẫu thuật, cô ta cũng lấy luôn rồi. Nó dám à? Con ơi, mau đi tìm nó đi con. Trời ơi, sao tôi khổ như thế này à? Trời ơi. Phiền hai người. Alo anh à? Vâng, em đang mang tài liệu cho anh đây. Mà này, em vừa gặp mẹ và chồng cũ ở bên ngoài đấy. Đúng là ông trời có mắt, gieo gió thì sẽ gặp bão thôi. Tất nhiên là em phải tự tin rồi chứ, bởi vì bây giờ em đã xinh đẹp và gầy hơn trước rồi mà. Em cũng phải cảm ơn viên uống giảm cân Gassimax và kem tăng mỡ Riskin Harmony của tập đoàn Kohino mà anh đã tặng cho em nữa đấy. Vâng ạ, thôi, em qua luôn nhá. Yêu kỳ diệu.